Xin kính chào anh em đã đến với shop phụ tùng xe Trần Đạt. Thì hôm nay Đạt xin được giới thiệu anh em là hai cặp phuộc của Way 110 Thái, hàng zin heo xe nha anh em. Thì cái phuộc này thì mình nói rõ với anh em tình trạng, đó là phuộc này thì mình chỉ bao cho nó là bao zin thôi nha anh em. Này, chân zin, lò xo zin, ống zin, còn ti thì mình không có bao nha anh em. Cái này là mình bán xác cho anh em thôi ha. Chúng ta về chúng ta có thể phục hồi hoặc là chúng ta thay ti vào ha. Chúng ta có thể làm mới cái xe của chúng ta bằng cách là chúng ta lấy cái phụ cũ của chúng ta gỡ ra và chúng ta lấy cái vỏ này chúng ta gắn vô ha. Đó là cái cách cải thiện cái xe của chúng ta cho nó mới lại thôi. Còn hai cặp này thì nó đã ti nó đã không còn ngon nữa rồi nha. Do đó mình không có bao êm hay là bao không xì dầu cho anh em hết nha. Mình chỉ bán xác thôi, bán giá rẻ cho anh em nha. Thì hai cặp này mình bán là giá là 550 một cặp. Hai cặp đều rất là đẹp, tình trạng là chuẩn chỉ luôn. Chỉ có điều là cái ruột bên trong thì nó không được ngon thôi, ti không được ngon. Còn lại thì bên ngoài rất là đẹp. Đây, lấy thử một cây cho anh em xem này. Đây anh em. Đầu tiên mình sẽ cho anh em nhìn cái chân phục trước ha. Chân rất đẹp, chuẩn hàng zin luôn. Trong này có mạ này. Đấy. Rồi đến lò xo này. Lò xo cực kỳ đẹp nha anh em. Ống cũng rất là đẹp. Cái cặp này nếu mà bây giờ mà trên thị trường mà ti còn đẹp luôn anh em, chưa bị xì dầu thì nó giá dao động từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi tùy cặp nha anh em. Nếu mà những cái cặp mà có ống cũng như là lò xo chân đẹp như vậy thì nó khoảng 1 triệu 3, 1 triệu rưỡi nha. Đó, anh em chúng ta có thể tham khảo giá thị trường. Con này thì mình chỉ bán xác thôi, bán rất là rẻ rồi, 550, cực kỳ mới, bao zin hết cho anh em nha. Này, anh em lại thấy ống rất là đẹp nha, sáng bóng luôn, chưa bị sét hay gì hết nha. Còn ti thì mình cái này thì chắc nó đã có vấn đề rồi, trục trặc rồi nên mình không có bán cho anh em full bộ được nha. Đó thì có một cặp, đồng giá hai cặp này là mình có hai cặp thôi thì giá là 550 một cặp. Anh em lấy cả hai cặp thì mình để cho anh em 1 triệu nha. Rất đẹp. Cặp này mà anh em là chúng ta có sẵn ti ở nhà hoặc chúng ta về chúng ta lấy ti khác ta gắn vô lên xe nhìn rất là đẹp luôn em. Đúng lên kiện là đẹp luôn á. Này, còn hai cặp này, còn cặp bên này cũng cho anh em xem luôn này. Lò xo là cực kỳ mới luôn. Đấy, chân zin luôn nha anh em, chân còn đẹp luôn này. Chưa chảy xước gì nhiều luôn. Ống thì khỏi phải nói rồi. Nói chung là cặp của Way 110 lên xe thì nhìn đẹp lắm. Mình rất là thích cặp này. Đó, mình quay chi tiết cho anh em xem luôn ha. Để những anh em nào mua hàng chúng ta không phải thắc mắc nữa. Không phải chúng ta phải suy nghĩ đắn đo xem là cái phục này có đúng chuẩn zin hay là nó đã bị gì chưa. Thì báo luôn tình trạng với anh em như vậy ha. Phục mình bán xác 550 một cặp. Anh em mua hai cặp thì mình để 1 triệu cho anh em nha. Chúng ta mua về có thể phục hồi lại, chúng ta lên xe hoặc là anh em có thể anh em thợ thì mua về chúng ta làm lại, chúng ta kinh doanh ra thì cũng rất là ok. Tại vì phục này rất là đẹp. Có thể anh em nào mua liên hệ với Đạt nha. Số điện thoại của Đạt là 0915434973. Địa chỉ thì ở bộ số 49-1 đường TL51, phường Hạnh Lộc, quận 12, Hồ Chí Minh. Thì cả số điện thoại cũng như là địa chỉ của Đạt thì có để ở dưới phía góc màn hình. Anh em chúng ta muốn mua hàng chỉ có việc nhấc máy lên và gọi cho Đạt thôi nha. Thì hàng này hàng có sẵn, anh em nào muốn mua thì chúng ta cứ gọi. Đạt có thể giao hàng toàn quốc cho anh em nha. Chúng ta nhận hàng trả tiền, không vấn đề gì hết. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, hy vọng được gặp anh em vào những clip tiếp theo. Nếu anh em thấy cái video này hay thì có thể ấn like cũng như là share cái video này cho mọi người cùng xem. Ấn đăng ký kênh của mình để chúng ta có thể gặp nhau ở những clip tiếp theo. Mình có động lực ra những clip mới cho anh em cùng xem nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.